Xin chào mọi người, hôm nay Phú Lê GEC sẽ tư vấn cho mọi người vấn đề trước khi đổ bê tông móng. Bạn cần chú ý một số điểm quan trọng để đảm bảo chất lượng và sự an toàn của công trình. Thứ nhất là kiểm tra cốt thép, đảm bảo rằng cốt thép đúng chủng loại, đủ số lượng, đúng vị trí theo thiết kế. Các cốt thép cần được buộc nối chắc chắn vì trong quá trình đổ bê tông, áp lực sẽ tác động lên ván khuôn và cốt thép rất lớn. Nếu không được buộc chắc chắn, cốt thép có thể bị xê dịch hoặc bung ra trong quá trình đổ bê tông. Thứ hai là đảm bảo khoảng cách của cốt thép. Khung thép phải có các con kê bê tông dưới đáy và ở hai bên trái phải của ván khuôn cũng như lớp bê tông lót. Không để khung thép sát vào thành ván khuôn hoặc bê tông lót vì điều này có thể làm giảm lớp bảo vệ của bê tông và dễ gây ăn mòn theo thời gian. Thứ ba là khu vực đổ bê tông. Trước khi đổ bê tông cần vệ sinh sạch sẽ cốt thép và đáy của đài móng, loại bỏ các cục gạch vỡ, cục xi măng hoặc lá cây có thể ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông. Chú ý những điều này sẽ giúp đảm bảo quá trình đổ bê tông được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả. Mời mọi người cho mình thêm ý kiến nhé. Phú Lê GEC giải đáp mọi vấn đề.